ba có bị cao không? Không anh, không anh, em chỉnh vậy, em chỉnh vậy là chuẩn rồi đó. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube Vua Đèn LED 0979 840 890. Hôm nay mình làm clip test ánh sáng của cặp bi cầu LED, bi gầm LED cho Xpander đời 2020, 2021, 2022. Thì các cái xe mà tất cả các dòng xe Xpander đều có thể sử dụng bi gầm LED giống như các bạn đang xem trên màn hình. Thì bi gầm LED này thì cho ánh sáng rất là chuẩn, các bạn thấy đường cắt màu xanh tím nè. Đó đó. Qua bên kia đường luôn nha các bạn. Các bạn thấy ha. Thì đối với các cái loại bi mà nó có cái đường cắt màu xanh tím giống như ở cái cột nè. Và ở dưới của cái xe thì đây là các loại bi rất là sáng và rất là chuẩn. Thì ánh sáng nó gầm nhất, nó chuẩn nhất thì nó sẽ ra màu đường cắt màu xanh tím giống như vậy. Bật gầm đi anh, bật gầm anh. Bật gầm đi. Bật gầm đi anh, cái ừ. Rồi, anh đá pha lên giùm em cái. Đá pha lên. Đá pha lên. Đó, chế độ pha nha các bạn. Chế độ pha này phải nói là cực kỳ mạnh mẽ. Nếu mà chế độ này thì đi các cái xe đối diện mà xe nào mà đang bật đèn pha, các bạn đưa lên đèn pha một phát là tất cả các xe đều bắt buộc phải xuống, chứ không thôi là không thấy đường chạy. Thì các bạn cũng nên sử dụng đúng cách, thì khi mà chúng ta nhắc nhở các xe đi ngược chiều thì chúng ta mới sử dụng đèn pha này. Chúng ta đá đèn, chúng ta xin đường thì chúng ta sẽ sử dụng đèn pha này. Chứ bình thường các bạn không nên bật đèn pha khi đi bình thường, sẽ ảnh hưởng đến người đối diện không tốt. Tại vì đèn bi LED này cho ánh sáng rất là tốt. Nếu mà chúng ta bật đèn chế độ pha thì nó cực kỳ chói như các bạn đang xem. Nếu mà mình sử dụng đúng cách thì nó sẽ tạo được cái văn hóa lái xe rất là tốt. Khi mà chúng ta lắp đèn LED độ bi giống như vậy thì nó tạo được cái sự an toàn cho mình và những người xung quanh. Bây giờ mình sẽ đứng ở cạnh xe, mình bật cái chế độ pha cho các bạn xem. Đây là chế độ cross nha. Đây, đây các bạn thấy nè, cái đường cắt màu xanh tím nó ở tuốt ở bên kia kìa. Đó 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 đó, những cái bi chuẩn thì nó sẽ cho được cái đường cắt màu xanh tím giống như các bạn đang xem ở trên màn hình. Nó nằm ở dưới của chiếc xe đẩy bán hàng á, và nó nằm ở trên mặt đường nè, và dây cột điện cũng có luôn. Và đây là chế độ pha cos nè. Cos thì sẽ có màu xanh tím ha. Khi mà chúng ta bật pha lên đó thì nó sẽ che luôn cái màu xanh tím đó. Đó, cái màu xanh tím rất là đẹp nha. Ở các cái bánh mâm xe nè các bạn thấy nè. Thì đối với các cái loại bi xịn, bi chuẩn thì nó sẽ tạo ra được cái màu xanh tím giống như các bạn đang xem. Còn các cái loại bi mà loại thường, loại 1, loại 2 thì nó sẽ không có cái màu xanh tím giống như các bạn đang xem trên màn hình. Đó, đây cái đường cắt rất là đẹp và nó cho ánh sáng cực kỳ sáng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0979 840 890 hoặc địa chỉ số 12 đường 8 phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Mình xin nhắc lại số điện thoại 0979 840 890 hoặc địa chỉ số 12 đường 8 phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe để follow kênh YouTube của mình và nhấn vào nút cái chuông để nhận được các thông báo mới khi mà mình đăng các cái video mới, các sản phẩm mới. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở các clip sau.